các bạn. Thưa quý vị, chàng vỗ tay để mở đầu chương trình Đuổi Anh Bắt Chữ của chúng ta đã vang lên. Và tôi là người dẫn chương trình, tôi tên là Xuân Bắc. Tôi luôn cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi khi có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và tôi nghĩ rằng một chàng vỗ tay sẽ là không thừa để chúng ta chào đón ba người chơi chính trong chương trình của chúng ta. Chào em. Em hãy cho mọi người biết em tên là gì. Xin kính chào các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay, cũng như các quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Xin chào anh Xuân Bắc và hai bạn cùng chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Anh, là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Hôm nay em rất vui khi được trở thành người chơi chính của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị và các bạn, cũng như sự gợi ý của anh Xuân Bắc dành cho em và hai bạn cùng chơi hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Bạn Hà Phi. Xin chào anh Xuân Bắc và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Hà Phi, năm nay em 22 tuổi và em đến từ Thái Bình. Em rất là vui vì đã được quay trở lại với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ và hy vọng là anh Xuân Bắc gợi ý rất nhiệt tình cùng với các khán giả sẽ cổ vũ hết mình cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay và các quý vị xem trên màn ảnh nhỏ. Em chào anh Xuân Bắc. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh ạ. Em đến từ Tuyên Quang. Em rất vui khi hôm nay được là một trong những người chơi chính trong chương trình này. Em hy vọng là anh Xuân Bắc sẽ gợi ý nhiệt tình cho cả ba người chơi chúng em. Em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, bây giờ tôi phải bật mí một điều nho nhỏ là trong suốt thời gian vừa qua tôi có đi tìm ở các cửa hàng sách, các nhà xuất bản hàng đầu. Nhưng mà tôi chưa tìm thấy cái cuốn sách nào ghi là lời giới thiệu mẫu trên truyền hình. Hầu hết các chương trình game show, chương trình chơi như thế này thì người chơi đều có một cái mô típ giới thiệu rất giống nhau. Em tên là, đến từ, chào MC nhưng mà không bao giờ nhìn MC. Rồi thì em mong muốn được cổ vũ cho em và những người chơi cùng. Tôi nghĩ rằng là mỗi người tiếp cận chương trình theo cái chất riêng của mình. Để mà tạo ra dấu ấn đặc biệt của em ấy, thì em sẽ hát. Hát là một ví dụ. Đúng rồi. Bạn Nga có thể múa vòng chẳng hạn. Bạn Nguyễn Thị Anh có thể là làm xiếc, ảo thuật. Tung hứng, đúng không? Vân vân và vân vân. Đầu tiên là bạn Hà Phi, bạn sẽ hát bài gì nào? Kính thưa anh Xuân Bắc và các khán giả, sau đây em sẽ gửi tới toàn bộ chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ bài hát Nối Vòng Tay Lớn ạ. Nối Vòng Tay Lớn. Nó sẽ là một ca khúc, không phải là ca khúc remix hay là một ca khúc kiểu rất là nhẹ nhàng đâu, mà nó sẽ là một ca khúc mang đúng tính chất con người của em. Em là một con người chơi rock, em là rocker. À, một rocker, bạn Hà Phi. Yeah. Vâng, thưa quý vị, một rocker đến với chương trình, hình như lần thứ hai quay lại. Dạ chính xác, đây là lần thứ hai quay lại. Lần thứ hai, và chúng ta cùng đến với Nối Vòng Tay Lớn. Xin mời quý vị. Thank you.
mọi khán giả cho mình một vỗ tay không ạ? Chọn một vòng Việt Nam, từ Bắc vô Nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang phu vượt hết núi đồi, vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay đôi liền biển xanh sông ngầm đôi liền một vòng tứ sinh, cờ nối gió đêm vui đôi ngày dòng máu đôi con tim đồng loại tình tình phố nói mong xa vời vợi người trên đôi lên tiếng vào đời và nụ cười nở trên môi, có nỗi gió đêm vui nỗi ngày dòng máu nơi con tim đồng loại dừng tình người trong ngày mới, thành phố nói mong xa vời vợi người trên đôi lên tiếng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show Đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi hình bắt chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần thi thứ nhất của Đuổi hình bắt chữ. Bắt đầu từ tuần trước, chúng ta đã bỏ qua phần 1. Phần 1 phiên bản năm 2017, đó là gì? 3 người chơi kết thúc phần 1, 1 người sẽ phải ra về. Bây giờ thì các bạn yên tâm, kết thúc phần thi này, không ai sẽ phải về cả. Yeah, một tràng vỗ tay nữa. Và để không mất thời gian, chúng ta bước vào những miếng ghép đầu tiên trong phần thi này. Các bạn được quyền suy nghĩ liên tục đến khi tìm được đáp án mà mình cho là đúng. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Nào, tôi rất muốn biết 300.000 đồng tiền thưởng đầu tiên sẽ thuộc về ai. Mời các bạn hướng lên màn hình. Đây là gì? Xin mời bạn Nguyễn Anh. Dạ, đáp án của em là bắn tốc độ ạ. Bắn tốc độ, đáp án chính xác. Mời bạn 300.000 đồng. Miếng ghép tiếp theo, bạn Nga, bạn Hà Phi cố gắng lên. Đây là gì? Đây là gì? Cứ suy nghĩ kỹ càng, hai từ. Mời bạn Nga. Son lỗi ạ. Chưa chỉ. Tiếp tục. Bạn Anh thế nào? Mời bạn Nguyên Anh. Son tử. Son tử là son gì? Đáng vậy ạ. Các bạn nhìn nhá. Son mẹ nói là gì? Lì. Con thật lì lợm. Đáp án của lì. Chúng ta là? Son lì ạ. Son lì. Hà Phi làm sao biết được? Em không phải là phụ nữ đâu ạ. Son lì là đáp án chính xác, nhưng không bạn nào giành được tiền thưởng. Miếng ghép thứ ba, xin mời. Đây là gì? O o o thì là cái gì? Hai từ. Em thưa anh là cá gáy ạ. Bạn Hà Phi có biết cá gáy là cá gì không? Em không. Bạn Nga? Em không ạ. Làm cách gọi khác
của miệt Trung Du Bắc Bộ của chúng ta gọi tên gọi khác của con cá chép gọi là cá gáy. Mời bạn. Miếng ghép thứ tư. Mời bạn Hà Phi. Em xin trả lời đó là tiền ảo. Tiền ảo đã bán hoàn toàn đúng. Mời bạn. Quá đẹp. Hai thùng mì. Chúc mừng bạn đã có hai thùng mì. Vâng, chính xác. Miếng ghép thứ năm. Mời bạn Nguyễn Nga. Ừ, thưa anh, câu trả lời của em là đâm đơn ạ. Đâm đơn là hoàn toàn đúng. Miếng ghép thứ sáu. Bốn từ. Nào các bạn sinh viên, di chuyển từ chỗ trọ học đến trường. Và đấy kia, đây là cái gì? Ở dọc đường chúng ta có, thậm chí trên đó ghi biển quảng cáo. Mời bạn Nguyễn Nga. Nhà chờ xe buýt. Nhà chờ xe buýt, chính xác. Nhà chờ xe buýt, mời bạn. Miếng ghép thứ 7. Đây là. Mời bạn Hà Phi. Rượu thuốc ạ. Không thể sai được, đó là rượu thuốc. Mời bạn. Hai thùng nữa. Bốn thùng rồi ạ. Miếng ghép thứ 8. Bạn Nguyễn Anh. Em thưa anh là đây là điều lệ ạ. Điều lệ là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Miếng ghép thứ 9 rất nhanh. Nào, đây là. Bạn Hà Phi. Hành tốc ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Nguyễn Nga. Tốc hành ạ. Tốc hành hoàn toàn đúng. Mời bạn. Miếng ghép thứ 10 trong phần thi đầu tiên của chúng ta. Mời bạn Hà Phi. Phố Hàng Lược ạ. Phố Hàng Lược, chính xác. Chúc mừng bạn, Phố Hàng Lược. Mời bạn nhận tiền thưởng. Rồi, rất tuyệt vời. 6 thùng mì. 6 thùng mì. Chúc bạn ăn mì ngon, bổ mà không sót ruột. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem số tiền thưởng mà ba người chơi giành được. Có một điểm đặc biệt là ba số tiền thưởng các bạn giành được là bằng nhau. Bạn Nguyễn Nga đang được 900.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Hai bạn còn lại bằng số tiền thưởng. Bạn Nga đến từ Tuyên Quang. Vâng ạ. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì? Lý do tham gia chương trình của em là gồm có 4 lý do ạ. Ồ, 4 lý do. Vâng ạ. Mời bạn. Rất là nhiều đấy ạ. Lý do thứ nhất là em được lên truyền hình ạ. Lý do thứ hai là được gặp anh Xuân Bắc đẹp trai thật sự ở ngoài đời ạ. Em thấy ở ngoài anh đẹp trai hơn. Bạn nói thật đi. Em nói thật lòng của mình đấy ạ. Tôi phải nói thật nhá. Thưa quý vị, có nhiều người, có những lúc mà có người khen tôi đẹp trai tôi còn cảm thấy tổn thương đến lòng tự trọng. Tôi biết chứ. Hà Phi hiểu không? Anh dạ. Em mình là những gã duyên ngầm. Nhìn em mà nói là đẹp trai là tổn hại đến lòng tự trọng của em. Không phải là ý nghĩa là cái quyền từ điển phải viết lại định nghĩa từ đẹp trai anh ạ. Đúng rồi, vẫn viết lại từ đẹp, giống bảo tôi cũng thế. Đúng rồi. Tôi chỉ gọi là thôi tạm tạm vậy thôi. Tạm tạm. Đúng không? Cảm ơn Nga đã đưa cho tôi thêm một bậc nữa từ tạm tạm trở thành đẹp trai, cảm ơn em. Thực ra nhiều lúc tôi cũng muốn tin đó là sự thật. Lý do thứ hai. Lý do thứ nhất thì em nói rồi, lý do thứ hai là được gặp anh Xuân Bắc đẹp trai. Rồi. Với lý do thứ ba của em là thử IQ của em xem là IQ của em đến đâu ạ. Tại vì em chơi ở nhà em toàn thua thôi. Toàn thua, bạn chơi với ai? Em chơi với bạn trai của em với cả mẹ em gái em à, gần thua. Như là em toàn thua. Hay quá, là... tức là tôi hiểu ý bạn rồi. Bạn muốn kể câu chuyện ít kêu đấy đúng không? Nếu mà bạn có điểm thấp thì đấy cũng chỉ là đây là hạng cuối của gia đình em thôi. Em chưa tung những cao thủ ra đâu. Gần như thế. Lý do thứ tư. Lý do thứ tư của em là nếu em may mắn được, cho dù là được ít hay nhiều, em trích một phần ra để giúp đỡ những trẻ em trong làng SOS ạ. À, giúp đỡ trẻ em làng SOS. Vâng ạ. Ít hay nhiều không thực sự quan trọng. Đúng rồi ạ. Quan trọng là chúng ta có cái cảm xúc và muốn chia sẻ. Vâng. Thực sự. Vâng. Cảm ơn bạn
với cái tấm lòng thiện nguyện của bạn. Cảm ơn. Vượt qua bạn Hà Phi đến bạn Nguyễn Thị Anh. Lý do tham gia của bạn? Em có 3 lý do. Thứ nhất là được gặp anh Xuân Bắc, một người mà em rất là hâm mộ từ bé. Lý do thứ hai đó là đây là một chương trình mà em rất là yêu thích từ nhỏ và em hay chơi ở trên điện thoại ạ. Và em có kỷ niệm đó là trước đây khi mà anh rẻ tương lai của em lên chơi ạ, thì em thường mượn điện thoại của anh rẻ và anh rẻ cho mượn để chơi game ở trên điện thoại ạ. Và lúc đó em rất là quý anh và bây giờ anh đã trở thành anh rẻ hiện tại của em rồi ạ. À, tức là người yêu của chị gái đến nhà chơi. Dạ vâng. Và bạn thì mượn điện thoại của anh ấy. Dạ vâng. Rồi. Và anh ấy thường xuyên nói là mang ra ngoài kia mà chơi kìa. Có nói thế không? Dạ, không ạ. Mà ngồi đấy chơi. Vâng ạ. Có thể là ba anh em cùng chơi luôn ạ. Thi đấu với nhau. Thế lúc bây giờ có biết là mình vô duyên không? Lúc đấy không biết nhưng bây giờ cũng thấy hơi. nhưng mà chị thì không nhắc, anh rể cũng không dám nhắc. Đúng không? Nhưng mà có thể là bạn lúc đó là một cô em gái rất là dễ thương. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà khi mà mọi người chơi với nhau thì nó cái tình cảm gia đình nó ấm áp hơn rất nhiều. Nhà em vào tối thứ bảy thì thường khi mà ăn cơm xong cả nhà sẽ chơi và sẽ giống như tổ chức một cuộc thi luôn ạ. Và lúc đó thì em thường là trả lời nhanh và lúc đó bố mẹ em muốn nói là thế lúc nào đăng ký tham gia đi con. Và em muốn thực hiện cái ước mơ đó của bố mẹ em và lên đây để cho bố mẹ có thể nhìn thấy trên tivi ạ. Chào bố mẹ đây, nhìn vào máy truyền hình chào bố mẹ. Con chào bố mẹ, con được lên tivi rồi này. Chào anh rể con. Anh rể và chị gái em ở ngay đây rồi ạ. À, ở đây rồi ạ? Dạ vâng ạ. À, ở đây rồi. Em chào anh chị ạ, cảm ơn anh chị đã đến đây cổ vũ cho em. Em anh rể chiều cô em vợ kia gì? Xin chào. Bây giờ thì tôi cũng đã biết một trong những cái mà để chiếm được cảm tình của em vợ tương lai đó là cho nó mượn điện thoại. Tôi đùa vậy thôi. Hai bạn, bạn Nguyễn Thị Anh và bạn Nga, ở giữa là bạn Hà Phi, người hát rất hay, rất nhiệt huyết. Số tiền thưởng các bạn bằng nhau, bây giờ là lúc các bạn chứng minh mình tài năng để vượt lên và đến với vòng cuối cùng. Chúng ta có 10 đáp án. 9 miếng ghép nhỏ, 1 miếng ghép lớn với giá trị 3 triệu đồng, mỗi miếng ghép nhỏ là 500 ngàn đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục, ai trả lời đúng sẽ được mở chi tiết miếng ghép lớn và trả lời trong vòng 5 giây. Sẵn sàng chưa? Hãy trả lời liên tục để giành tiền thưởng nào. Đây là gì? Mời bạn Hà Phi. Phấn rơi. Chưa chính xác. Rơi xuống đâu? Cái này chị em phụ nữ rất hay dùng. Mời bạn Nga. Phấn nền ạ. Đáp án hoàn toàn đúng. Phấn nền. Mời bạn. Mở chi tiết. Nhấn chuông để mở. Miếng ở giữa. Em chưa có câu trả lời ạ. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ hai. Mời các bạn. Bạn Hà Phi. Đàn điện. À, trời ơi. Chưa chính xác. Tiếp tục đi nào. Được quyền trả lời liên tục. Mời bạn. Câu trả lời của em là guitar điện. Guitar điện đáp án chính xác. Đúng chuyên môn. Đúng chuyên môn đúng không? Thế bạn. Đàn điện. Thụt chết rồi. Xin mời. Mở. Bốn. Có trả lời là nhặt mồm nhặt miệng. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Nga. Bình sữa. Bình sữa đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn. Mở. Bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ tư. Mời các bạn. Mời bạn Hà Phi. Câu trả lời của em là chim lợn. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn Nguyễn Anh. Quạ lợn ạ. Không, chưa chính. Tiếp tục nào. Bạn Nguyễn Anh. Chim quạ lợn ạ. Không phải, gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Tiếp tục. Mời bạn Nguyễn Anh. Em Nguyễn Anh là quạ chim lợn ạ. Không phải,
Tiếp tục. Mời bạn Hà Phi. Câu trả lời là chim cú lợn. Chim cú lợn đáp án chính xác. Yes. Mời bạn. Đấy rồi. Nói chung là nhiều mì tôm lắm. Với cái tình hình này bạn hoàn toàn có thể ăn mì cả năm. Đúng, em ăn cả năm rồi. Mời bạn mở chi tiết. Câu trả lời của em là nhặt miệng. Không phải. Miếng ghép thứ 5. Nhìn gật. Mời bạn Nguyễn Anh. Bắt số ạ. Không phải. Đây là gì? Hai từ. Mời bạn Nguyễn Anh. Hai chiều ạ. Không đúng. Mời bạn Hà Phi. Đường nhị. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi, đừng đùa. Mời bạn Hà Phi. Đường hai. Không phải. Tiếp tục. Mời bạn. Hai đường. Không phải. Tiếp tục đi. Mời bạn Nguyễn Anh. Nhị đường không. Tiếp tục. Mời bạn A. À. Hai chiều. Không phải. A. À. Xin mời. Hai làn. Một tràng vỗ tay cho bạn Hà Phi. Vẫn xài. Tiếp tục. Cái gì vậy? Nữa đi. Mời bạn Nguyễn Anh. Hai hướng ạ. Đáp án là chuẩn bị nhấn chuông. Mời bạn Nguyễn Nga. Biết em có nghe nhầm hay không nhưng mà theo sự gợi ý của anh Bắc thì em đoán là gì nhỉ? Tự dưng vừa nghĩ ra lại quên mất. Bạn có câu trả lời không? Thôi em bỏ qua đi ạ. Tiếp tục. Mời bạn. Bạn Nguyễn Anh. Em nói anh là đường đôi ạ. Đường đôi. Chính xác. Đường đôi. Đó chính là đường đôi. Phải nói là các bạn đã tìm ra rất nhiều khái niệm. Đường đôi. Mời Nguyễn Anh. Mở chi tiết. Em nói anh là mất mồm mất miệng ạ. Gần đúng rồi. Gần đúng. Tiếp tục. Miếng ghép thứ 6. Xin mời. Xin mời bạn Nga. Thưa anh, câu trả lời của em là thị phi ạ. Thị phi, hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Nào. 2. Thưa 1. Anh, câu trả lời của em là bạn hết giờ. Miếng ghép thứ 7. Mời Hà Phi. Xôi hoa quả. Chưa chính xác. Mời bạn Nguyễn Anh. Em nói anh là xôi trái cây ạ. Không phải. Cũng ngon đấy nhưng mà không phải món đấy. Mời bạn Hà Phi. Xôi quả gấc. Không phải. Mời Nguyễn Nga. Hàng xôi ạ. Hàng xôi. Không đúng. Anh gợi ý một chút. Gợi ý ạ. Ngày xưa ở quê mình ấy, ở hàng rào này hay ở mép sông ấy. Mời bạn Nguyễn Anh. Em đọc anh là quả mâm xôi ạ. Hoàn toàn đúng, nó là quả mâm xôi. Đấy, đấy, tôi đúng là tôi gợi ý thế. Đấy, đó chính là quả mâm xôi. Mời bạn. Mở. Bạn sắp tìm ra đáp án rồi đấy, mở ra. Em đọc anh là lấy mồm lấy miệng ạ. Chưa chính xác. Đảm bảo tôi gợi ý cái các bạn lại biết ngay. Miếng ghép thứ 8, 4 từ. Mời các bạn, nhanh nào, đuổi hình bắt chữ. Mời bạn. Đếm cua trong hang. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Mời bạn Nguyễn Anh. Em nói anh là chỉ cua trong hang ạ. Không phải. Mời bạn Nga. Lội nước chỉ cua. Lội nước chỉ cua, chưa chính xác. Gần đúng rồi các bạn ơi, đặc biệt là bạn Nguyễn Anh, bạn Hà Phi gần đúng rồi. Sai một tí nữa thôi. Mời bạn Nguyễn Anh. Em nói anh là đếm cua trong hang ạ.
Không phải, đấy chính là câu bạn Hà Phi nói. Sai một từ nữa, xin mời. Đếm cua ngoài hang. Chưa chính xác, cố gắng tìm cái nơi khác. Mời bạn Nga. Thưa anh, câu trả lời của em là chỉ cua trong hang. Tìm một từ khác nơi trú ẩn của con cua. Mời bạn Hà Phi. Đếm cua trong... À, ngoài lỗ. Ôi, vô cùng tiếc. Mời bạn Nguyễn Anh. Em nói anh là đếm cua trong lỗ. Đếm cua trong lỗ, chính xác. Ý nói là tính toán trước kết quả mà không chắc chắn đạt được. Mời bạn. Mở. Em nói anh là... Ba. Rút mồm, rút miệng. Không đúng. Năm. Miếng ghép thứ 10 của chúng ta. Ý nói trong thời buổi khó khăn, ăn tiêu phải dè sẻn. Được chưa? Rồi ạ. Hà Phi nào? Cũng không rồi cái gì. Đi. Không nói gì. Không nói gì à? Đứng đấy và không nói gì. Đúng rồi. Miếng ghép thứ 9. Xin mời các bạn. Mời bạn Nguyễn Nga. Thưa anh, câu trả lời của em là tứ sách. Chưa chính xác. Mời bạn Nguyễn Anh. Túi tứ. Tôi gợi ý. Đồng ý không? Một trong những hành động được coi là tham ô. Mời bạn. Em nói anh là tư túi ạ. Hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Đương nhiên bạn đến với miếng ghép thứ 10. Em nói anh là câu trả lời của em là bớt mồm bớt miệng ạ. Chính xác. Mời bạn cộng thêm 3 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta kết thúc hai phần chơi rất nhanh. Số tiền thưởng bạn Nguyễn Nga có được là 2.400.000 đồng. Bạn Hà Phi đang có 1.900.000 đồng. Mời hai bạn, các bạn sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Xin mời. Cảm ơn. Em cảm ơn. Chúc em luôn may mắn và mạnh khỏe. Hát hay hơn nữa, sung hơn nữa. Tôi xin tặng bạn quà của chương trình. Vâng. Và phần thưởng của bạn. Chúc vâng. Bạn luôn luôn hạnh phúc, xinh đẹp. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ ba. Đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Nào, phần thi thứ 3 của bạn, toàn bộ là của bạn, phần thưởng cũng có thể là của bạn. Bạn phải chứng tỏ bạn xứng đáng nhận phần thưởng bằng cách 60 giây trả lời được những câu hỏi chúng tôi đưa ra. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Chúng ta sẽ có 15 đáp án, 15 miếng ghép. Đánh số từ 1 đến 15 và chia thành 5 hàng theo dạng hình tháp. Tầng 1 có 5 câu và tầng 5 có 1 câu. Bạn phải đi từ tầng 1 lên tầng 5 bằng cách muốn lên tầng 2 phải trả lời được 1 câu ở tầng 1. Số điểm tương ứng với mỗi tầng sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 30 triệu đồng. 30 triệu đồng. Tất nhiên, còn ô số 11, ô sao kìa. Bạn xem, hôm nay bạn sẽ có cơ hội giành được phần thưởng như thế nào ở ô số 11. Hãy xem. Được không?
Vâng, 12.500.000 đồng. Nó sẽ là của bạn. Dạ. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Sẽ là của bạn nếu bạn trả lời được ô số 11. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu với 60 giây. Xin mời. Số 1 ạ. Số 1. Hậu trường ạ. Hậu trường đáp án chính xác. Mời bạn lên tầng 2. Số 9 ạ. Số 9. Đũa chọc trời. Chưa chính xác. Lấy đũa chọc trời. Còn một hành động nữa. Bẻ đũa chọc trời. Chưa chính xác, không phải chọc mà là bẻ đũa. Chỉ trời. Không phải. Bẻ đũa. Đâm trời. Không phải. Bẻ đũa. Khuấy trời. Không phải. Bỏ qua. Bạn tiếp tục. Số 6. Số 6, mời bạn. Qua loa chút thôi. Tức là không phải ăn lấy no lấy chán mà chỉ là ăn hương ăn hoa. Ăn hương ăn hoa, chính xác. Chúc mừng bạn. Số 11. Gì đây? Bạn chỉ còn 4 giây. Mật mát. Đây là gì? Thật tiếc. Cái miếng ghép số 9 một chút nữa thôi là tôi sẽ gợi ý cho bạn rồi. Không sao, bạn đã trả lời được 2 câu ở 2 tầng khác nhau. Tổng số tiền thưởng của bạn bây giờ có là 7.900.000 đồng. Xin chúc mừng. Phần thi thứ 3, người chơi của chúng ta đã giành được 7.900.000 đồng. Thật tiếc. Ô số 11 giá vào cho bạn khoảng 20 phút. Chắc chắn là sẽ đoán được. Chắc chắn là trả lời được. Vâng, chắc chắn sẽ trả lời được. Người chơi sẽ ra về với số tiền thưởng có được cộng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đuổi Hình Bắt Chữ số tiếp theo. Cuộc chạy đua của Trung Đức, Khánh Phương và Thúy Hằng. Em mang một ít đặc sản của Ba Vì xuống để gửi anh ạ. Đấy, gì đấy? Bánh sữa Ba Vì ạ. Ôi, bánh sữa đúng món tôi thích. Ba từ. Củ cải thỏ. Củ cải thỏ. Có cả củ cải thỏ cơ. Em không hiểu tại sao là chương trình để cho con thỏ vào đây. Ok kìa. Nó không liên quan. Thế nó phải con. Sao bạn không hỏi là không hiểu tại sao cho hoa và cho cửa, cho hàng rào, cho mây, cho đường. Những màn tranh luận gay cấn của người chơi với MC. Thì họ có được MC gợi ý những màn ghép tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng vào 19h50 phút thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.